kia đây. Hồ mang, hồ mang, hồ mang. Hồ mang, hồ mang. Đây rồi. Đây rồi. Cuộn quanh đây mọi người. Nhìn đây luôn này. Có bắt được. Ấy, đây là đây là. Đây là con đuôi anh. Ui cái đầu. Bảnh đấy này. Ê, giời, ê, giời, ê, giời. Cái gì đây? Cái gì mà chui? Cái gì? Đuôi con hổ mang. Đuôi hổ mang á? Ui đi xong xong. Cho nó vào kia đi. Cho vào túi đi. Cho con chui vào túi đi. Nó chui đâu á? Hả? Sao mày? Chui không thấy á? Cẩn thận. Ui, ui à. Cái gì ấy? Ui xong rồi. Nó vào mắt rồi. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đi cẩn thận ong nhá. Mùa này rất là lắm ong. Ôi, nhiều lúc ong bồ vẹ cái gì ấy. Đấy này, vừa nó ở chỗ này này. Ui dồi ôi rậm. Cắt. Cắt mặt xuống cái đằng kia. Ui chỗ này. Vừa đây mà nhảy. Mày đưa cái làn đây chú. Đây đây chú cầm đây. Mày ấy mới xuống đi. Ôi. Đấy, cái gì ấy? Nào đấy. Chọc con mồm à. Dễ dàng à? Thọ coi nó bật lại. Ui giời. Cẩn thận chứ. Đấy bây giờ phải sụp cái đằng kia, cắt cái đằng kia. Đuôi gì? Màu gì? Màu đen chì luôn đúng không? Đen thì không phải giáo rồi, trâu rồi. Trâu đấy. Xem con lỗ. Cẩn thận nó đốt đấy. Thôi, nó đốt cho bây giờ. Ôi nó lên đây rồi, nó lên. Sục xem nào. Xem là đuôi nó ở đâu. Cái người là đâu xa hay con lỗ rồi. Vào chỗ rậm này có hai con lỗ lắm. Tuyết nhìn được đằng này chưa? Dạ. Tuyết nhìn đằng này chưa, có lỗ không? Không, vừa thấy sục bối bối. Kiểm tra lại xem. Để em lên trước trước kiểm tra lại cái lỗ đây này, cái hườm này này, Tuyết này. Ở dưới này có cái hườm này. Thả lại cái hườm này hả? Kiểm tra cái hườm này. Đúng rồi nè. Trên đấy lao xuống thì kiểu gì đỡ vào cái rãnh này. Thầm mẹ lên đấy. Ui kiến đen. Đàn kiến đen rồi. Trời, nó còn kiến.
Khối đó nó kiểu như kiểu mật trên nó không tốt. Thay được phi. Đó. Bới về đằng này đi, thế này. Cắt về đằng này nè. Đằng này á? Ừ. Bọn này nếu mà khi nó đã lao vào bụi rậm, nó cứ vào chỗ rậm nó lao thôi. Đây anh đứng đây anh nhìn. Thằng cháu hay thằng kia nhìn mắt hoa. Mày có nhìn chuẩn không ở xong rồi? Nhìn đuôi lại thành cành cây thì của mẹ. Nghi lắm. Sao ấy? Đâu? Gì ấy, gì ấy? Có động rộng chỗ này. Ui, gì ấy, gì ấy? Ui, hổ mang kia đây. Hổ mang. Hổ mang. Đây rồi. Nó cuộn khoanh đây mọi người. Nhìn đấy luôn này. Mình chào ai? Chào kiểu gì ấy? Ui, sai. Ui, đi này. Ui, cái thỏ này. Gớm tội. Ôi, đây. Huy cơ à? Đấy. Đây, đầu nó ra đây rồi, chưa tiến đây. Đây này. Ôi, nó dựng luôn. Ôi, nó luôn. Thì anh chơi nhanh chưa nhỉ? Từ cho nó. Ê. Có bắt được. Đây này. Có đuôi anh. Ui, cái đầu. Bảnh đấy này. Ui giời. Ơ, cái con này. Gớm thật. Kéo nó lên kia mày. Cho lên cho quang đi. Đánh nha. Dạ. Úi dồi. Gớm nhỉ. Cái con này hăng đấy nhỉ. Quay lại nó quất luôn. Úi giời ơi, nó quất luôn. Gớm. Gớm. Nó đuổi. Hình thật đấy. Gớm. Gớm chiếc. Thử cho anh em chịu. Vừa này. Chỉ giữ nó cẩn thận cái tay. Từ từ đó. Tay mà để gần đấy là mình. Nó nguy hiểm đấy. Nó cho mình mắc đi. Thấy chưa mọi người chú ý. Bành này. Ôi giời ơi. Ôi cái con này. Tao làm gì đâu. Xong có sờ. Đây mọi người. Xong có sờ người mày chứ có phải là. Ôi giời. Ôi. Kiếp vừa phản xạ nó cực kỳ nhanh luôn. Vâng, nhanh còn như gần như bằng hổ chúa rồi ấy chú nhỉ. Gớm nhỉ. Thôi lấy túi đi. Tuyên lấy túi đi. Ôi nó nhìn này. Thực viên nó đi đâu cái nó nhìn theo đấy luôn. Gớm ghê. Ê. Mày đi làm sao. Thế mà chú bảo hổ trâu giống chưa hổ trâu cơ. Thì lúc đấy mày bảo đuôi đen thì chú có hổ trâu ấy. Đấy. Đen con này. Ôi. Con này kinh đấy nhở. Mày gớm mày. Thì bác sĩ này. Bác sĩ này. Ôi giời ơi, nọc đầy gam. Chưa dính. Lấy túi đi Tuyết ơi. Nó quay lại lại đấy. Đấy, được chưa? Cho lấy túi đi. Ôi giời, bắt cẩn thận. Cái gì mà đuôi hổ mang đấy. Ủa thế xong cho nó vào kia đi, cho vào túi đi, cho con chui vào túi đi. Nó chui đâu hả? Cái gì á? Cẩn thận. Ui à, cái gì đấy? Ui xong rồi, nó vào mắt rồi. Ui giời ơi. Đi lên, nhắm mắt rồi. Đi lên trên kia nhanh. Ông ở đây nó phi ra bây giờ. Kìa, đi lên. Ui giời ơi, nó xì kìa. Mù mắt rồi. Đi lên.
Nhắm mắt vào, nhắm mắt vào. Cứ đi lên thì tao đỡ. Đi lên, đi lên. Đi hẳn lên trên kia đi. Nó lấy bước chứ. Đi hẳn lên lên trên đây. Chết rồi. Tao đã bảo mày cẩn thận rồi, nó lọc nó phun. Mày lấy nước đây em ơi. Lấy nước đây sau không? Đừng chớp, đừng chớp mắt, đừng chớp mắt. Yên yên yên, ngồi lên. Ngồi lên. Mù mắt đây, ngồi lên. Không mù được. Không mù được, yên tâm. Ngồi lên rửa mắt đi, rửa mắt đi. Ngồi yên, ngồi lên. Tựa vào rửa mắt đi. Ngồi lên rửa mắt đi. Tựa vào đây. Rửa mắt đi. Làm gì mà tối om? Rửa đi. Cả tay không hoảng sợ. Rửa đi. Anh càng sợ anh càng chết. Nào, từ mở mắt ra. Rửa đi. Cúi hẳn mắt xuống. Cúi hẳn mắt xuống rửa đi. Không chớp. Đừng có tay. Anh hoảng sợ càng chết. Hứng nước rửa tay. Đây. Rửa đi. Rửa tay cho sạch đã. Rửa tay sạch đã. Tao đã bảo cẩn thận rồi. Đấy, ấy như thế, chớp liên tục. Từ từ thôi. Đổ tiếp đi. Nhẹ nhàng từ từ thôi. Đổ tiếp đi. Cái này nó chỉ ấy thôi. Mắt mày có bị xước không? Hứng lại đừng có cho nước nó ra. Mắt mày có bị xước không? Hả? Tao không mở được. Gì mà không mở được? Lọc luôn dính vào luôn rồi. Dính dí thôi. Con mắt rồi anh ơi. Không mù được. Anh kiếm chắc lại đừng có cho nước nó ra này. Nhưng mà mắt mày có vấn đề gì không? Không mù được. Hả? Em bị mắt trước có vấn đề gì không? Em bị hai lần rồi nên là không mù được. Anh cứ yên tâm. Cái gì? Anh cứ làm đi. Cứ rửa đi. Đã bảo rồi ấy, cẩn thận mà. Đấy, mở được mắt ra tí rồi đấy. Chớp mắt liên tục đi. Chớp mắt từ từ. Nhẹ nhàng, không hoảng sợ. Đấy, lên tiếp. Con này mà mù mắt thì làm thế nào? Tao không mù được. Bố này cứ sợ mù mắt nhỉ. Không phải sợ. Em bị hai lần rồi, em có em đấy. Người yêu chưa có mà đã mù mắt này thì hỏng rồi. Chết rồi, chết đâu bây giờ mà. Tốt lắm anh ơi. Chết rồi, bây giờ chưa gái thì chưa có đi. Nha, xong rồi. Vâng. Con này mà mù mắt thì đăng ký vợ này mà mù mắt thì chết rồi. Trên này thế này không lấy được vợ thôi. Nhà này còn mẹ nữa. Ui giời ơi. Chết rồi. Mẹ trẻ vợ già, à quên. Mẹ già vợ chưa có. Chết rồi, thế này hỏng rồi. Nguy cơ lắm Tuyên ạ. Hỏng rồi, thế này hỏng. Chết rồi. Tuyên ơi, hỏng này là Tuyên ơi. Anh Tuyên ơi, anh Tuyên. Ui, xong rồi. Để mẹ nó lại. Rồi rồi đi. Đằng nào nó mù bắt con rắn đi, cái gì? Rắn ở đâu? Rắn ở kia này, rắn chui trong đây này. Đây này. Bới ra. Tao vừa để ý là nó vẫn chưa ra đâu. Trong bấy nào. Rồi, yên tâm. Tuyên ơi, mù mắt rồi, Tuyên ơi. Mù mắt rồi, mày chết rồi. Thế thì anh là người tàn tật rồi. Đúng rồi, mới hẳn này ra đi xong. Phá nát đời trai trẻ rồi. Chết rồi, mắt bị mờ mờ, thế là hỏng rồi. Thấy chưa? Đây, nằm cuộn tròn đây chú ạ. Đây. Nằm cuộn tròn đây này. Đây mọi người. Đầu nó đâu? Đầu như nó lên ngóc lên sao ấy hả? Đầu chưa hả? Ui đây. Kéo nó ra, xong rồi. Hết rồi. Đấy. Đấy, để em thôi được rồi. Anh em mình bắt được con này. Thôi cho vào kia, cho thằng này đi. Đi ấy thôi. Cho thằng này đi đi viện thay mắt thôi. Ui này. Chú giữ đây cho cháu nhá. Đây, để tôi giữ ra. Rồi. Mày nó gặm, quay lại gặm luôn. Ngơm nhỉ. Sao rồi, mắt sao rồi? Kệ lên. Bắt cái này đi. Mờ hết mắt rồi. Mờ thì sắp đi rồi. Ê. Mày cứ làm đấy cho nó không? Ui, nó đuổi này. Ui, nó đuổi này. Kìa. Ôi, mắt mày đang bị đau. Thôi, mắt đang bị đau ở kia đi. Mắt mày đang bị đau, ngồi yên đi. Để tí rửa. Đợi anh coi như... Ôi. Để tí rửa. Để nguyên đấy, anh em tao xử lý. Cháu bị hai lần rồi mà. Nên là nhưng mà thằng này nó bị thằng này nó bị nặng hơn mày thì biết vì sao không? Bởi vì là vợ trẻ con à quên mẹ già con chưa có nguy cơ này nguy cơ cao đấy còn sót bởi đâu. Vì những người mà chưa có vợ ấy bao giờ là thông thường là cũng bị nặng hơn là so với người có vợ đấy mọi người này thằng sau hồi xưa nó chả bị rồi nên là nó bị đau hơn anh em mình mà thôi nhá mọi người nhá bây giờ mình phải cho Tuyên đi về rửa giấy rồi là cũng như là tra thuốc thôi bởi vì là lọc nó vào mắt là cũng gây nguy hiểm đến mắt và thằng này chưa có vợ nên là nó sẽ nguy hiểm hơn
nó còn kéo xuống dưới nữa cơ. Kéo đâu? Đấy mọi người đi, nói chung là may đi là con rửa kịp thời mọi người ạ. Bây giờ nó nhìn thấy tí gọi là nhưng mà vẫn hơi mờ mờ tí nữa. Nói chung là đi đi kiếm tiền nói chung không phải dễ đâu mọi người ạ. Không phải dễ. Thôi nhá, anh em mình cho thằng Tuyên đi về để tra thuốc thôi mọi người. Mọi người xem video ủng hộ cho tất cả anh em trong team nhá. Xin chào tất cả mọi người. Chào cả mọi người nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Đừng rụi, đừng có rụi, rụi là càng hư mắt.